Chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh và hôm nay chúng ta cùng học quyển tiếng Anh 4 Matchless Next Move Unit 1 Lesson 4 Reading Time nha các bạn. Chúng ta sang phần warm up. Ở đây chúng ta cần điền âm để được từ đúng như trong tranh. Thì các bạn thấy trong tranh là một cái đàn guitar thì tiếng Anh sẽ là guitar. Vậy từ chính xác cần để điền vào đây là âm A nha các bạn. Đó. Tiếp theo, túp lều, tent. Chúng ta cần điền